Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự thành phố Bảo Lộc. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Những tin đồn thất thiệt không có cơ sở đã dẫn đến tình trạng một số khách hàng thành viên đến rút tiền gửi tại Quỹ Tín dụng Nhân dân phường 2. Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022, kế hoạch hành động năm 2023, triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Hấp dẫn tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023. Ngân hàng chính sách xã hội thành phố Bảo Lộc sơ kết quý 1 năm 2023. Giáo dục pháp luật cho người chấp hành án tại cộng đồng và người tái hòa nhập cộng đồng. Phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Hợp tác xã đăng lên Quý Anh. Sau đây là nội dung chi tiết. Mấy ngày gần đây xuất hiện một số tin thất thiệt liên quan đến một số cán bộ nhân viên và người thân của cán bộ nhân viên hiện đang làm việc tại Quỹ Tín dụng Nhân dân phường 2 thành phố Bảo Lộc. Qua rà soát, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng khẳng định các thông tin trên là không có cơ sở. Hoạt động của Quỹ Tín dụng Nhân dân phường 2 vẫn diễn ra bình thường, không liên quan đến các trường hợp bỏ trốn, vỡ nợ như tin đồn. Từ những tin đồn thất thiệt, không có cơ sở đã dẫn đến tình trạng một số khách hàng thành viên đến rút tiền gửi tại Quỹ Tín dụng Nhân dân phường 2, gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động của đơn vị. Đồng thời, ảnh hưởng đến hoạt động của một số Quỹ Tín dụng Nhân dân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm. Tên tôi là Đỗ Thị Yên, Giám đốc Quỹ Tín dụng phường 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng. Hiện giờ là cá nhân tôi cũng như gia đình không có nợ bất cứ một cá nhân nào và cũng không có vay nợ bất cứ một ngân hàng nào. Thông tin đồn tôi vay nợ, vỡ nợ là hoàn toàn sai sự thật. Trước tình hình trên, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã khẩn trương nắm tình hình và thực hiện một số biện pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động đối với các tổ chức tín dụng trên địa bàn, trong đó có Quỹ Tín dụng Nhân dân. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng cũng gặp gỡ làm việc với lãnh đạo thành phố Bảo Lộc để tìm phương án giải quyết tối ưu. Qua trao đổi nắm bắt thông tin, Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Quỹ Tín dụng Nhân dân phường 2 vẫn duy trì hoạt động bình thường, đảm bảo thanh khoản cho những người thực sự có nhu cầu. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tiếp tục duy trì tổ phản ứng nhanh túc trực tại Quỹ Tín dụng Nhân dân phường 2 để kịp thời giải quyết các vấn đề có liên quan. Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường 2 phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội như Hội Phụ nữ, Nông dân, Tổ chức Công đoàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và người lao động không nghe theo thông tin thất thiệt. Đề nghị Công an thành phố tập trung điều tra, xác minh nguồn tin, tiếp tục tăng cường giám sát, cảnh cáo, răn đe các đối tượng lợi dụng tập trung đông người để tuyên truyền sai sự thật. Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có văn bản chỉ đạo gửi các cơ quan, đơn vị, các xã phường để kịp thời tuyên truyền đến người dân nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự, ổn định hoạt động của Quỹ Tín dụng Nhân dân phường 2 cũng như các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn. Và qua cái nắm bắt thông tin từ bên cơ quan công an thì chúng tôi xác định là và công bố với bà con là các thông tin mà bà con nghe đó là thông tin đồn và không có cái cơ sở khẳng định như vậy. Từ cái việc tin đồn đó thì bà con rút tiền ở cái quỹ thì cái điều này thì chúng ta hiểu rằng là như bà con mình vẫn nói là đồng tiền đi đường điện khóc ruột. Do vậy cái chuyện bà con nghe tin đồn và lo lắng cho tài sản của mình thì đó cái điều cũng bình thường thôi. Tuy nhiên việc mà rút tiền gửi trước hạn đó, nó trước hết là ảnh hưởng đến lợi ích của chính người gửi tiền. Và để đảm bảo cái khả năng lợi ích của bà con cũng như là an ninh trật tự, trách nhiệm của nhà nước nó có hai nhiệm vụ chính trong cái luật ngân hàng nhà nước, đó là thực hiện chính sách tiền tệ và một mục tiêu nữa đó là đảm bảo lợi ích của người gửi tiền. Do vậy trong bất cứ trường hợp nào thì bà con cũng vẫn yên tâm là tiền quyền lợi của mình vẫn được đảm bảo. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2022, kế hoạch hành động năm 2023 và triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023. Hội nghị do đồng chí Phạm S, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chủ trì với sự tham gia của các sở ngành liên quan. Tại điểm cầu thành phố Bảo Lộc, đồng chí Phan Văn Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự hội nghị. Theo báo cáo từ Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, năm 2022, toàn tỉnh ghi nhận 4 vụ ngộ độc thực phẩm với 235 người mắc, 4 người tử vong.
Sở Y tế đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan tiến hành điều tra, xử lý kịp thời nhằm hạn chế số ca bị mắc ngộ độc thực phẩm và tránh tình trạng lây lan trong cộng đồng. Các ngành đã triển khai giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm nhằm cảnh báo nguy cơ về an toàn thực phẩm, đưa sản phẩm an toàn tới người tiêu dùng, qua đó kịp thời phát hiện xử lý các mẫu mất an toàn, tổ chức sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, xây dựng kết nối chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn. Báo cáo tại hội nghị cũng cho thấy, toàn tỉnh có 8 cơ sở giết mổ tập trung, khoảng 336 điểm giết mổ nhỏ, phần lớn không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y, 4 siêu thị, 2 trung tâm thương mại, 2 chuỗi cơ sở kinh doanh thực phẩm, 83 chợ đều được cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hàng hóa có xuất xứ rõ ràng, được công bố chất lượng sản phẩm hoặc chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm. Trong năm qua, công tác thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm luôn được chú trọng cả về chiều sâu và chiều rộng, đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm. Các sở ngành đã tổ chức tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cho gần 15.000 lượt người, sản xuất, in ấn 672 băng rôn, 480 đĩa CD, 30 đĩa VCD, 108.000 tờ rơi, 750 poster tuyên truyền cho 12 huyện, thành phố. Các ngành cũng đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 11.422 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Qua đó có 88% cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Có 253 cơ sở vi phạm bị xử phạt với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S. đã ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trong năm 2022. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh, năm 2023 là năm diễn ra nhiều hoạt động chính trị, nhiều hoạt động văn hóa du lịch, nên cần chú trọng làm tốt hơn nữa công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuyệt đối không để xảy ra ngộ độc dẫn đến tử vong, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường công tác thanh kiểm tra, tổ chức tốt tháng vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra cơ sở giết mổ, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp sạch, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thực phẩm, quản lý chặt chẽ các hoạt động thương mại, đồng thời đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm nghiệm thực phẩm, giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm và giám sát ngộ độc thực phẩm. Tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng năm 2023 với chủ đề Lâm Đồng cao nguyên hùng vĩ sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 với 13 chương trình du lịch trải nghiệm, văn hóa và ẩm thực tại thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương, 4 chương trình du lịch cộng đồng tại thành phố Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đam Rông, 3 chương trình khám phá vùng đất Nam Lâm Đồng tại các huyện Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên. Trong đó, Hoa Sen Sound Fest hấp dẫn với concept nhạc đại dương, đại quốc tế. Đây là concept âm nhạc quốc tế đầu tiên được tổ chức tại thành phố Đà Lạt. Do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn tổ chức biểu diễn nghệ thuật và hòa nhạc quốc tế Hoa Sen tổ chức. Chương trình sẽ diễn ra vào tối ngày 2 tháng 5 tại quảng trường Lâm Viên, thành phố Đà Lạt. Lễ hội âm nhạc có sự xuất hiện của dàn nhạc giao hưởng nổi tiếng quốc tế Bucharest Symphony Orchestra và nhạc trưởng Ciprian Marinescu, một trong những dàn nhạc nổi tiếng nhất tại Romania cũng như châu Âu. Bên cạnh đó là sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu Việt Nam như Diva Mỹ Linh, Tùng Dương, Trúc Nhân, Chilis, Dallas, Hà Nhi, Sarah Lưu, nghệ sĩ Seclo, Đinh Hoài Xuân, diễn viên múa Linh Nga. Đêm nhạc hội cũng như các hoạt động trong tuần lễ vàng du lịch được tổ chức với mục đích tuyên truyền, giới thiệu quảng bá kích cầu du lịch, thu hút du lịch trong nước và quốc tế đến Lâm Đồng năm 2023. Đặc biệt, đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, lễ giỗ tổ Hùng Vương, kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, quốc tế lao động, kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cũng như là dịp để địa phương giới thiệu các sản phẩm du lịch mới, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống của các dân tộc, gắn với hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh. Chiều ngày 19 tháng 4, Công an thành phố và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các tổ chức thành viên với Công an thành phố trong quý 1 năm 2023. 3 tháng đầu năm 2023, Công an, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên thành phố Bảo Lộc đã phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, các hoạt động, lễ hội diễn ra trên địa bàn, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.
Cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, quần chúng nhân dân trên địa bàn ngày càng được đẩy mạnh, đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với diễn biến tình hình tội phạm. Đã tổ chức 40 buổi tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và phòng chống tội phạm với 5.566 lượt người tham gia, xây dựng và phát hành 21 bản tin về an ninh trật tự, phát thanh 1.168 lượt trên hệ thống truyền thanh cơ sở, xây dựng đăng tải 107 bài viết trên mạng xã hội Zalo, xây dựng và phát sóng 3 kỳ chuyên mục toàn dân phòng chống tội phạm với 27 tin, 3 phóng sự, ban hành bản tin tuyên truyền về an ninh trật tự hàng tháng, gửi 86 cơ quan, đơn vị, trường học, cơ sở tôn giáo trên địa bàn. Qua đó thu hút đông đảo cán bộ, quần chúng nhân dân tham gia, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, thời gian qua, công tác phát động phong trào phòng chống tội phạm và xây dựng các mô hình tại một số địa bàn cơ sở chưa đạt hiệu quả cao. Công tác phối hợp giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư chưa có các giải pháp mang tính bền vững. Công tác triển khai đăng ký xây dựng điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, một số đơn vị chưa quan tâm thực hiện. Quý 1 năm 2023, thành phố Bảo Lộc tiếp tục hỗ trợ cho địa phương trong việc đăng ký chứng nhận nhãn hiệu trà Bơ Lao ra các thị trường nước ngoài mà sản phẩm trà của địa phương có thị trường và tiềm năng xuất khẩu. Đến nay đã hoàn thành và được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận trà Bơ Lao tại Trung Quốc. Hiện đang xúc tiến đăng ký nhãn hiệu chứng nhận trà Bơ Lao tại thị trường Singapore, phối hợp với Sở Khoa học Công nghệ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận tơ lụa Bảo Lộc tại thị trường Ấn Độ, Thái Lan, Italia. Phòng Kinh tế cũng đã thông báo đến các đơn vị sản xuất công nghiệp chủ lực trên địa bàn về các chương trình hỗ trợ về khoa học công nghệ như hỗ trợ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới và hoàn thiện công nghệ, phát triển công nghệ sản xuất sản phẩm mới, ươm tạo công nghệ, doanh nghiệp khoa học công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ, thương hiệu, phối hợp tiến hành khảo sát nắm bắt nhu cầu của các doanh nghiệp trên địa bàn về chương trình hỗ trợ về khoa học và công nghệ cho doanh nghiệp trên địa bàn, tham gia dự án năng suất chất lượng. Cùng với đó, Phòng Kinh tế đã tổ chức nghiệm thu hai nhiệm vụ ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ thành phố Bảo Lộc năm 2022 gồm xây dựng mô hình du lịch canh nông để cải thiện sinh kế cho người nông dân trên địa bàn thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, xây dựng mô hình ứng dụng các biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh hại trên dâu tằm trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Trong quý 1, tình hình chăn nuôi gia súc gia cầm trên địa bàn ổn định, thành phố Bảo Lộc đã triển khai nhiều biện pháp hoạt động trong công tác tăng cường giám sát, không để dịch bệnh xảy ra. Tổng đàn trâu ước đạt 27 con, giảm 54% so với cùng kỳ. Số lượng trâu trên địa bàn ít và thường không ổn định vì nguồn thức ăn cỏ tự nhiên ngày càng khan hiếm, chăn nuôi khó khăn. Tổng đàn bò ước đạt 2.216 con, giảm 20,4% so với cùng kỳ. Trong đó, đàn bò sữa hiện có 1.166 con, giảm 33,1% so với cùng kỳ. Chăn nuôi bò ngày càng gặp khó khăn do thực hiện chương trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, nên các bãi chăn thả tự nhiên dành cho bò ngày càng thu hẹp dần. Thậm chí không có bãi chăn chung nên tỷ lệ sinh sản đàn bò giảm. Tổng đàn heo trên địa bàn thành phố đạt 32.668 con, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, chăn nuôi nhỏ lẻ có xu hướng giảm dần do người chăn nuôi heo nhỏ lẻ thua lỗ nên không đầu tư nuôi trở lại và các địa phương đang vận động người dân thực hiện công tác di dời chăn nuôi khỏi khu vực dân cư, do việc chăn nuôi ở khu dân cư cũng bị nghiêm cấm. Giá heo hơi hiện nay dao động từ 50 đến 52.000 đồng một kg, giảm 3,8% so với cùng kỳ. Tổng đàn gia cầm trên địa bàn ước đạt 2.244.000 con, giảm 12% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, đàn gà ước đạt 410,67.000 con, tăng 1,4%. Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố chưa xảy ra dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nào trên gia súc và gia cầm. Phòng Kinh tế tiếp tục duy trì thực hiện và tăng cường giám sát công tác kiểm soát giết mổ tại các cụm chợ Bảo Lộc, chợ Tân Bùi, xã Lộc Thanh, khu vực Thánh Tâm, phường Lộc Tiến, khu vực Thánh Mẫu, phường Lộc Phát và chợ Lộc Thanh. Ngày 17 tháng 4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty cổ phần chè Lâm Đồng số 1 đường Quang Trung, thành phố Bảo Lộc với số tiền 320 triệu đồng. Theo quyết định này, công ty cổ phần chè Lâm Đồng đã có hành vi triển khai xây dựng dự án trung tâm kiểm tra chất lượng và trưng bày sản phẩm chè Lâm Đồng tại số 280 Trần Phú, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc mà không có giấy phép môi trường của cấp có thẩm quyền theo quy định. Hành vi vi phạm nêu trên được quy định tại điểm C khoảng 3 điều 14, nghị định số 45/2022 của Chính phủ. Cùng với phạt tiền, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng xử phạt bổ sung hình thức đình chỉ hoạt động của nguồn phát sinh chất thải thời gian 4 đến 5 tháng. Nếu quá thời hạn mà công ty cổ phần chè Lâm Đồng không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên, sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định của pháp luật.
Theo nguyên bản khảo sát thực tế của Sở Tài nguyên và Môi trường, Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng đã tiến hành xây dựng dự án Trung tâm Kiểm tra Chất lượng và Trưng bày Sản phẩm Chè Lâm Đồng vào tháng 5 năm 2022 đến nay. Các hạng mục đã triển khai gồm khối A, xong phần móng, đang triển khai đóng khuôn cốt thép sàn vỉa hè và sàn tầng 1. Khối B đã hoàn thành khung nhà từ móng đến mái, đang triển khai trát và hoàn thiện khối nhà này. Theo khoản 14 điều 168 Nghị định số 08 ngày 10 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường, dự án đầu tư triển khai xây dựng nhưng chưa đi vào vận hành. Các cơ sở đang hoạt động mà chưa có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc giấy phép môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường. Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bảo Lộc vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1 năm 2023 và triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông Phùng Ngọc Hạp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã chủ trì hội nghị. Quý 1 năm 2023, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố đã bám sát nhiệm vụ được giao, đạt hiệu quả thiết thực. Hoạt động tín dụng chính sách tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và sự đồng thuận, ủng hộ của các tầng lớp nhân dân. Đến hết quý 1 năm 2023, tổng nguồn vốn đạt hơn 505 tỷ đồng, tăng 46 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn huy động đạt 74 tỷ đồng. Nguồn vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương là hơn 56 tỷ đồng, tăng 14 tỷ đồng so với đầu năm. Cùng với việc huy động nguồn vốn, đơn vị cũng đã thực hiện doanh số cho vay đạt hơn 43 tỷ đồng với 799 lượt khách hàng. Doanh số thu nợ trong 3 tháng đầu năm đạt hơn 18,4 tỷ đồng. Qua đó, nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn thành phố Bảo Lộc đến ngày 31 tháng 3 đạt hơn 485 tỷ đồng với 8.807 lượt khách hàng, tăng hơn 24,5 tỷ đồng so với đầu năm 2023. Đối với kết quả cho vay từ nguồn vốn nhận ủy thác, tổng dư nợ cho vay đạt hơn 25,6 tỷ đồng với 388 hộ, trong đó cho vay giải quyết việc làm là 275 hộ với tổng nguồn vốn hơn 22 tỷ đồng, cho vay chương trình hộ nghèo là 25 triệu đồng một hộ, cho vay hộ có thu nhập trung bình là gần 2,5 tỷ đồng với 40 hộ vay. Chất lượng tín dụng là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Song song với nhiệm vụ tăng trưởng dư nợ, công tác đôn đốc thu nợ đến hạn luôn được Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố chú trọng phối hợp thực hiện. Các hộ vay vốn đều sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và có khả năng trả nợ khi đến hạn. Hiện tại không có nợ quá hạn, nợ khoanh là 239 triệu đồng, chiếm 0,05% tổng dư nợ. Đối với chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn, có 234 tổ xếp loại tốt, đạt 100% chỉ tiêu. Quý 2 năm 2023, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố tăng cường công tác nâng cao chất lượng tín dụng, phát huy tốt hiệu quả các nguồn vốn cho vay, tập trung giải ngân hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch, đáp ứng nhu cầu cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác kịp thời, hạn chế nợ quá hạn phát sinh, chú trọng công tác thu nợ, thu lãi, tích cực huy động vốn, nhất là huy động tiền gửi của tổ viên, tổ tiết kiệm và vay vốn và huy động tiền gửi tiết kiệm tại điểm giao dịch xã phường. Từ đầu tháng 4 đến nay, số ca mắc mới COVID-19 tại nước ta có xu hướng gia tăng. Đặc biệt trong vài ngày gần đây, con số này liên tục tăng lên trên 100 và đến hơn 260 ca trên ngày. Đến ngày 13 tháng 4, thì cả nước ghi nhận gần 500 ca mắc COVID-19. Số ca mắc tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc, trong đó Hà Nội tiếp tục là địa phương có số ca mắc nhiều nhất với 135 ca. Trước diễn biến của dịch COVID-19 có xu hướng gia tăng, ngày 12 tháng 4, Bộ Y tế có công văn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị tăng cường công tác phòng chống dịch. Bộ Y tế ra khuyến cáo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo thông điệp 2K, vaccine, thuốc, điều trị, công nghệ, ý thức người dân và các biện pháp khác. Thông điệp này được Bộ Y tế khuyến cáo thực hiện tại cơ sở khám chữa bệnh, trên các phương tiện công cộng và địa điểm bắt buộc người dân cần đeo khẩu trang khử khuẩn, nhất là vệ sinh tay. Bộ Y tế đề nghị địa phương cần chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống dịch có thể xảy ra, đồng thời tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, giám sát tại cửa khẩu, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan ra cộng đồng, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Bộ Y tế chủ động phát hiện sớm các biến thể mới của SARS-CoV-2. Ngày 18 tháng 4, Sở Y tế Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị y tế trong ngành tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19. Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trong ngành tăng cường công tác tuyên truyền cho cán bộ công chức viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân thực hiện tốt, hiệu quả 3 trụ cột phòng chống dịch,
như xét nghiệm, cách ly điều trị và các giải pháp phòng chống dịch theo công thức 2K, khẩu trang khử khuẩn và vaccine, thuốc, điều trị công nghệ, cộng với ý thức người dân cũng như các biện pháp khác. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ về tác dụng, hiệu quả, lợi ích của vaccine trong phòng dịch bệnh. Khuyến khích nhân dân tích cực tham gia tiêm vaccine để bảo vệ bản thân, gia đình, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và cộng đồng. Đặc biệt là đối tượng nguy cơ cao, bệnh lý nền, người sống ở khu vực có tỷ lệ bao phủ vaccine thấp. Khẳng định tiêm vaccine là một trong những biện pháp hiệu quả nhất, có ý nghĩa chiến lược trong phòng chống dịch bệnh. Cần tiêm đầy đủ, đúng hạn các loại vaccine được khuyến nghị. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình dịch bệnh trong nước và trên địa bàn tỉnh, để chủ động tham mưu cho Sở Y tế chỉ đạo khoanh vùng, cách ly và dập dịch, đồng thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo sẵn sàng và kịp thời ứng phó với các diễn biến bất thường có thể xảy ra trên địa bàn. Trung tâm Y tế các huyện, thành phố chủ động công tác giám sát, theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra của dịch bệnh, tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở giáo dục, trong các cơ sở y tế và tại cộng đồng để phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. Tiếp tục tổ chức đánh giá cấp độ dịch để kịp thời triển khai các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác tiêm vaccine phòng bệnh COVID-19, tuyên truyền cho mọi người dân đi tiêm vaccine phòng COVID-19 đủ liều, đúng lịch của ngành y tế, nhất là những người có nguy cơ mắc bệnh cao, như người có bệnh nền, người cao tuổi. Tiến hành rà soát về điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, hóa chất của các khu điều trị COVID-19, đảm bảo sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19, kiện toàn các đội cơ động phòng chống dịch tại địa phương và chuẩn bị sẵn sàng khi có dịch xảy ra. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung, cấp cứu, chăm sóc, điều trị hiệu quả các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao. Công an tỉnh phối hợp với Công an thành phố Bảo Lộc tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật đối với người chấp hành án tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tái hòa nhập cộng đồng. Tham gia buổi tuyên truyền là những người án treo, người cải tạo không giam giữ và những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Nội dung tuyên truyền chủ yếu gồm luật thi hành án dân sự, bộ luật tố tụng hình sự và các thông tư hướng dẫn của Bộ Công an, quy định về giải quyết trường hợp người được tha tù có điều kiện, người được hoãn chấp hành án phạt tù, người được hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, thay đổi nơi cư trú. Về công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng, nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng và một số hướng dẫn khác có liên quan. Buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã tạo điều kiện cho những người đang chấp hành án tại cộng đồng và tái hòa nhập cộng đồng được tiếp cận với pháp luật, được hỗ trợ pháp lý để nâng cao hiểu biết về pháp luật, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm chấp hành pháp luật của mình, góp phần ổn định trật tự, an ninh xã hội, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, giảm bớt nguy cơ tái phạm tội. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là chủ nhiệm hợp tác xã Đan Len Quý Anh, đồng thời là chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 2 phường 2, thành phố Bảo Lộc, bà Trần Thị Diện được biết đến là một người phụ nữ đảm đang, luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động của hội, đồng thời là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế, tập thể, giải quyết việc làm, cải thiện nâng cao đời sống của hội viên phụ nữ, người lao động, từ đó góp phần tạo công ăn việc làm cho hội viên phụ nữ, người lao động và phát triển kinh tế địa phương. Với vai trò là chủ nhiệm hợp tác xã Đăng Lên Quý Anh, đồng thời là chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 2 phường 2, thành phố Bảo Lộc, bà Trần Thị Diện được biết đến là một người phụ nữ đảm đang, luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động của hội, đồng thời là tấm gương sáng trong phát triển kinh tế tập thể, giải quyết việc làm, cải thiện và nâng cao đời sống của hội viên, phụ nữ, người lao động, từ đó góp phần tạo công ăn việc làm cho hội viên phụ nữ, người lao động và phát triển kinh tế tại địa phương. Với hơn 30 năm gắn bó với nghề đan móc len, miệt mài và yêu thích từng mũi kim sợi chỉ của nghề, cũng như bản thân đã từng tham gia công tác tại tổ chức công đoàn, việc quản lý điều hành sản xuất của nhà máy dâu tầm tơ và may mặc, nên bà Diện rất yêu nghề, thấu hiểu nỗi vất vả, nguyện vọng của công nhân lao động, nhất là những lao động nữ gắn bó với nghề. Năm 2014, sau khi nghỉ hưu, bà Diện đã quyết tâm xây dựng hợp tác xã Đăng Len với mục tiêu là tạo công ăn việc làm cho những người lao động tại địa phương, nhất là đối với những người lao động là hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, gặp trở ngại từ công việc gia đình nên không thể đi làm công nhân tại các công ty. Với sự quyết tâm của bản thân, sự cổ vũ động viên của những chị em làm cùng nghề và cùng với sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lâm Đồng, năm 2015, Hợp tác xã Đăng Len Quý Anh chính thức đi vào thành lập, đi vào hoạt động với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là nhận gia công các sản phẩm về len. Bản thân thì nuôi nấng một cái ý tưởng, sẽ sau khi mà đủ tuổi để về hưu,
thì sẽ làm một việc gì đó để hỗ trợ cho những người phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Thì từ những ý tưởng đó thì năm 2015 ấy, là bản thân tự cùng với lại Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Phụ nữ phường 2 và xin là một để làm sao mà được ra một cái cơ sở hoặc là một cái hợp tác xã để chủ yếu là để có cái con dấu, chủ yếu có con dấu tròn để đi, cái thứ nhất là ký hợp đồng với các công ty, cái thứ hai là có cái thủ tục để mà đóng tất cả các chế độ cho người lao động, nhất là về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khi mới đi vào hoạt động, hợp tác xã Đăng Lên Quý Anh cũng gặp những khó khăn về các thủ tục, nguồn hàng, nhất là nguồn vốn để hợp tác xã hoạt động. Song hợp tác xã cũng may mắn nhận được sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc và Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2 đã đề xuất Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Bảo Lộc cho vay vốn giải quyết việc làm, đầu tư sản xuất kinh doanh với số tiền 140 triệu đồng, cộng với số tiền 300 triệu đồng của gia đình. Từ nguồn vốn khá khiêm tốn ban đầu, bà Diện đã đầu tư sửa chữa nhà ở của mình thành nhà xưởng với diện tích gần 400 m², mua máy đăng len, tuyển và đào tạo tay nghề cho những công nhân muốn gắn bó lâu dài với hợp tác xã. Những công nhân đến hợp tác xã làm việc, họ là những người chưa từng biết đến nghề đăng len hoặc móc len. Họ lại được bà Diện và những chị em biết việc tận tình chỉ dạy. Nghề đăng len đòi hỏi người thợ lòng kiên trì, sự tỉ mỉ và sáng tạo trong từng đường may, mũi móc. Đến với hợp tác xã Đăng Lên Quý Anh, cứ người biết dạy cho người chưa biết. Cùng với đó, thị trường đầu ra cho sản phẩm còn nhiều khó khăn, nguồn hàng cũng chưa có nhiều. Khó khăn là vậy, song bà Diện và các chị em thành viên của hợp tác xã luôn động viên nhau nỗ lực tập trung nâng cao tay nghề, trau chuốt tỉ mỉ trên từng sản phẩm. Với sự hoạt động không ngừng của hợp tác xã, từng bước đã được đền bù xứng đáng. Đến nay, đơn đặt hàng của hợp tác xã rất nhiều. Hơn 120 công nhân lúc nào cũng có việc làm ổn định, với mức thu nhập trung bình, người cao nhất đạt thu nhập từ 10 đến 12 triệu đồng. Người thấp cũng đạt từ 7 đến 8 triệu đồng một tháng. Sự tin yêu gắn bó và đồng lòng chung sức xây dựng hợp tác xã của các xã viên và người lao động được thể hiện trên từng sản phẩm và niềm đam mê. Tôi làm ở đây cũng được 4 năm rồi. Công việc thì cũng ổn định, mức lương thì cũng đủ lo cho cuộc sống của mình. Thì làm ở đây thì môi trường thì cũng tốt, cũng như gia đình vậy. Với người lao động thì ở đây thì cũng có những lao động mà không chuyên thì cũng có bảo hiểm y tế. Còn nếu như mà ai có nhu cầu hay là làm có nhu cầu gắn bó lâu dài thì cô cũng có đóng bảo hiểm xã hội. Tiếng lành đồn xa, hiện nay hợp tác xã Đăng Lên Quý Anh đã được các công ty lớn trong nước và nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông tìm đến để ký hợp đồng trực tiếp với hợp tác xã. Đơn đặt hàng năm sau cao hơn năm trước. Vì vậy, bà Diện đã đầu tư nâng cấp máy móc hiện đại, đào tạo thêm công nhân có tay nghề giỏi, mở rộng các nhóm lao động không chỉ ở thành phố Bảo Lộc mà còn phát triển ở một số huyện thành như Đà Lạt, Đức Trọng, Đà Hoai, Đà Tẻ, Bảo Lâm, Bình Dương và Bình Thuận. Với mức bình quân mỗi tháng, hợp tác xã gia công khoảng 30.000 đến 35.000 sản phẩm len để xuất sang các nước châu Á, với doanh thu một năm đạt hơn 7 tỷ đồng và nộp ngân sách địa phương từ 600 đến 700 triệu đồng một năm là một con số không hề nhỏ. Cùng với việc thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ cho nhà nước, tham gia các chế độ chính sách cho người lao động làm việc tại hợp tác xã, cũng như các chế độ ma chay, hiếu hỷ đối với người lao động, góp phần cải thiện đời sống, có việc làm phù hợp, thu nhập ổn định, đồng thời linh động được thời gian để chăm sóc gia đình và con cái cho hội viên, phụ nữ và người lao động tại địa phương. Đến với hợp tác xã Đăng Lên Quý Anh, chị em hội viên, phụ nữ và người lao động không những được dạy nghề, rèn luyện, nâng cao tay nghề để có một nghề nghiệp ổn định cho tương lai, mà ngoài ra còn được tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và người lao động. Đồng thời tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ, người lao động tham gia tích cực vào các nhiệm vụ trọng tâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Vì vậy, hội viên, phụ nữ và người lao động rất phấn khởi, yên tâm làm việc, tăng thu nhập, phát triển kinh tế gia đình, góp phần phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Vào năm 2017, bà Trần Thị Diện, chủ nhiệm hợp tác xã Đăng Lên Quý Anh được Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 2, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Bảo Lộc chọn là một trong các đơn vị tiêu biểu tham gia hội thi đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 939 của Thủ tướng Chính phủ và với ý tưởng khởi nghiệp do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Lâm Đồng tổ chức lần đầu tiên. Bà Diện đã tham gia hội thi với ý tưởng thành lập hợp tác xã Đăng Lên Quý Anh và ý tưởng của bà đã đạt giải 3 của hội thi. Qua cái 2 ngày thi ý tưởng khởi nghiệp thì mình có thể học hỏi thêm được những cái đơn vị bạn
có những cái ý tưởng hay. Và từ cái cuộc thi đó thì mình mới đưa những cái sàng lọc những cái ý tưởng trong cái buổi thi đó về để mình áp dụng đối với lại đơn vị của mình. Đối với đơn vị của mình thì từ đó, và một phần là mình đã được cái sự quan tâm của các cấp các ngành trên địa phương, trên địa bàn, và mọi cái nữa thì là hỗ trợ của các cấp. Với sự nỗ lực, cố gắng của bản thân, bà Trần Thị Diện, chủ nhiệm Hợp tác xã Đăng Lên Quý Anh đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng trong việc làm kinh tế giỏi. Đó là những phần thưởng động lực và cũng là trách nhiệm để hợp tác xã tiếp tục hoạt động tốt hơn. Với vai trò là chủ nhiệm hợp tác xã, đồng thời là chi hội trưởng chi hội phụ nữ tổ 2, phường 2, bà Diện cùng với ban chủ nhiệm hợp tác xã tiếp tục thực hiện tốt mô hình kinh tế tập thể, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho hội viên, phụ nữ và người lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, xây dựng thành phố Bảo Lộc ngày càng phát triển toàn diện. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.